Japan Beat Dangdang. Đầu tiên mình chúc cho tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, an lành và thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình chia sẻ cảnh xe cuốc bóc mưa, đặt hố ga, hạ cống thoát nước. Mời các bạn xem cận cảnh cùng với mình nha. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ, đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Đội ngũ công nhân kỹ sư của công trình này làm việc rất tích cực và hiệu quả các bạn. Cool.
xe khác tới thay thế các bạn. Ở phía dưới có hai công nhân công trình đang đo kích thước để đặt hố ga cho chính xác. Hố ga to khủng được đúc bê tông cốt thép dày, nhìn rất chất lượng các bạn. Công nhân công trình đang buộc dây hố ga để thả xuống.
cho an toàn. An toàn. Thank you.
Thú Ga đã đặt đúng vị trí dạng tờn. Giờ thôi mình xin phép ngừng video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy like, chia sẻ, đăng ký, ủng hộ giúp kênh mình nha. Đăng ký hoàn toàn miễn phí các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye.